Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Và hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một chiếc đèn cây nữa đến thương hiệu Daltonic, đó chính là chiếc TT-DL072. Một chiếc đèn với mức giá vô cùng hợp lý dưới 1 triệu đồng. Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem là em nó có điểm gì hấp dẫn nhá. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, bắt đầu thôi. Thứ nhất, thiết kế và vật liệu cấu thành. TT-DL072 là một sản phẩm được thiết kế bởi những vật liệu khá là khác biệt so với các sản phẩm khác đến từ thương hiệu Daltonic. Với phần nế được làm bằng chất liệu sắt mang lại khả năng thăng bằng tốt cho chiếc đèn này. Tiếp đến là phần cột đèn cũng được làm bằng chất liệu sắt, nhưng ở đây thì chúng ta sẽ được phủ thêm một lớp silicon gel hay gọi là cái lớp chống ẩm để giúp bảo vệ sợi dây điện nằm ở phía bên trong không bị ảnh hưởng theo năm tháng. Và đây, theo ý mình thì đây là một ý tưởng rất là hay. Về phần cổ đèn sẽ được làm bằng chất liệu nhựa ABS cao cấp và lớp bảo vệ phía đèn LED bên ngoài được làm bằng chất liệu nhựa polycarbonate, là một loại nhựa nhiệt dẻo, vô định hình, không màu, trong suốt. Và đây, ưu điểm của nó đó chính là độ bền cao và khả năng chịu nhiệt tốt, đặc biệt là không độc hại, mang lại sự bền bỉ và an tâm trong quá trình sử dụng. Với chiều cao của đèn có thể lên đến 1m7 thì chiếc đèn này có thể phù hợp với nhiều không gian khác nhau như là ở phòng khách, phòng ngủ, phòng tập đàn piano hay chỉ đơn giản là để trang trí cho góc cầu thang của nhà bạn. Thứ hai, khả năng linh hoạt. Tính linh hoạt của TT-DL072 có được là nhờ vào thiết kế theo kiểu cổ ngỗng ở phần cổ đèn. Ở độ linh hoạt ở đây là chúng ta có thể xoay 360 độ và giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng điều hướng ánh sáng theo nhu cầu của họ. Với độ cao lên đến 1m7 cùng với giải đèn LED, đèn cây TT-DL072 cho vùng chiếu sáng rộng hơn hẳn so với các mẫu đèn khác trên thị trường. Giải đèn LED của TT-DL072 có thông số khá ấn tượng là 1000 lux và 450 lumen, cho ánh sáng đồng đều trong phạm vi lên đến là 2m mà chỉ tiêu thụ điện năng là 10W mà thôi. Có thể thấy rằng ưu điểm của đèn LED này đó chính là mang lại sự tiết kiệm điện năng và đặc biệt đó chính là về tuổi thọ cao, có thể lên đến 35.000 giờ sử dụng liên tục. Cuối cùng đó chính là 4 chế độ màu và 4 chế độ sáng. TT-DL072 là một chiếc đèn khá linh hoạt khi được trang bị một giải nhiệt độ màu từ 3000 Kelvin cho đến 6500 Kelvin, tương ứng với tiêu chuẩn ánh sáng vàng cho đến ánh sáng trắng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, ví dụ như là đọc sách, học bài, thư giãn hay thậm chí là chúng ta có thể sử dụng em nó như một chiếc đèn ngủ. Ngoài ra thì phải kể tới 4 chế độ sáng của em nó sẽ giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng thay đổi cường độ sáng phù hợp theo nhu cầu sử dụng bằng những thao tác vô cùng đơn giản trên các nút điều khiển cảm ứng được trang bị trên phần cổ đèn. Và vừa rồi là một vài thông tin về TT-DL072. Có thể thấy rằng là với mức giá dưới 1 triệu đồng, cụ thể là ở thời điểm hiện tại, video này lên sóng thì nó chỉ có giá là 720.000 mà thôi. Và em nó có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị mà mình vừa đề cập phần trên. Thì thật sự có thể thấy rằng là em nó rất đáng đồng tiền bát gạo. Tất nhiên thì sản phẩm này đều đang có sẵn tại các showroom của An Tiến rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.